Tiên phủ trường sinh tập 16 Căn phòng đó Nơi hắn đã ở khi lần đầu tiên đi tới Hàn Quyệt Thành Sài Văn Chính vẫn luôn giữ lại nơi đó cho hắn Mỗi ngày đều có người vào quét dọn Trong phòng sạch sẽ vẫn giống như dáng vẻ lúc trước Lương Ngọc đẩy cửa phòng đi vào Lấy trận bàn và trận kỳ Của đại tam tài trận ra Đặt trận kỳ ở các góc Sau đó ra tay vừa cử động Đã đánh ra mấy đạo pháp quyết vào trận bàn nhất thời một tầng ánh sáng trong suốt bao phủ cả căn phòng hắn lấy ra một cái điểm cói đặt ở trên giường sau đó quanh chân ngồi lên để thanh hạt linh trà trong túi chữ vật ra pha xong tự thân rót cho mình một chén ngôi thiền luyện khí của hôm nay đã hoàn thành bây giờ lưu ngọc chuẩn bị tu luyện tôn thần diệu pháp hắn gật đầu uống một ngụm lớn linh trà một luồng khí tức mát lạnh từ bụng dâng lên hướng lên huyệt nễ hoàn cuối cùng tác động lên nguyên thần làm cho thần hồn đều cảm thấy một luồng cảm giác lạnh lẽo Lưu Ngọc vội vàng vận chuyển tôn thần diệu pháp, bắt đầu rèn luyện nguyên thần. Ây ui! Đây là đau đớn xuất phát từ nguyên thần, giống như có một ngọn lửa thiêu đốt nguyên thần từ khắp mọi hướng. Có một loại ảo giác muốn xé rách nguyên thần, còn đau đớn gấp trăm lần so với đau đớn trên thể xác. Cho dù Lưu Ngọc đã trải qua nhiều lần, nhưng vẫn không tránh khỏi phát ra một tiếng kêu thảm thiết. May mắn lúc này, có một luồng cảm giác mát lạnh truyền đến nguyên thần, làm giảm bớt lại cảm giác bị thiêu đốt này, kiểm soát ở trong phạm vi có thể chịu đựng được. Hèn gì tiền bối sáng tạo ra môn công pháp này đã cảnh cáo rằng tốt nhất phải phối hợp với linh vật hỗ trợ tu luyện. Loại đau đớn này nếu như tù sĩ gắng gượng tu luyện, chân có thể sẽ tạo thành tổn hại vĩnh viễn trong nguyên thần, để lại mối nguy hại ngầm khó có thể bù đắp. Nếu như gắng gượng tu luyện trong một thời gian dài, chân có thể sẽ làm cho nguyên thần bị suy kiệt, không thể cứu vãn mà rơi vào tiêu vong. Nhưng giọt mồ hôi lăn dài trên trán Lưu Ngọc, hắn miếm chặt môi, cố gắng chịu đựng nỗi đau thiếu đốt linh hồn. Đợi cho luồng hơi mát mẻ thoáng lui ra, thì vội vàng cầm lấy chén trà, đưa lên miệng uống một ngụm lớn. Hai canh giờ sau, Lưu Ngọc kết thúc tu luyện Tôn Thần Diệu Pháp. Bất quá cũng như không. Giờ, dưới sự hỗ trợ của linh vật mỗi ngày, cũng chỉ có thể tu luyện môn công pháp này hai canh giờ. Nếu không có thể sẽ gây tổn thương cho nguyên thần của hắn Công pháp càng mạnh mẽ Thì càng có nhiều hạn chế Yêu cầu càng nghiêm khắc hơn Đây là định luật từ xưa đến nay Lưu Ngọc đứng dậy đi rửa sạch mồ hôi trên người Hắn thêm một bộ quần áo khác Sau đó tựa đầu vào giường Lấy mà tụi yêu lược ra Chậm rãi đợt xem Ngày hôm sau đúng giờ tị Không có người đến thúc giục Cho nên Lưu Ngọc đi vào trong đại sảnh phục thành chủ đã thấy năm người tiền phúc đã sớm ngồi ở đây chờ một lúc lâu. Mặc dù trong lòng bọn họ khó chịu, nhưng cũng không dám thể hiện ra bên ngoài. Dù sao sự tranh lệch về tu vi cũng rành rành trước mắt. Bài kiến Liệu Sư Huynh Thế liều Sư Huynh cuối cùng cũng tới. Mấy người bọn họ vội vàng đứng dậy, đều đồng loạt chắp tay hành lễ, không dám có chút chậm trễ nào. Đặc biệt là bốn đệ tử ngoại môn kia. Kiểu tông phái lớn đã truyền thừa mấy trăm năm như là Nguyên Dương Tông thì vô cùng coi trọng lễ nghi tôn ti trật tự. Nếu lễ nghi của bốn người bọn họ có hơi không cẩn thận, Lưu Ngọc ra tay chỉnh cho một trận cũng là đương nhiên, hợp với quy tắc của tông môn. Mấy vị sư đệ không cần đa lễ, mọi người không có chờ đâu chứ. Về mặt của Lưu Ngọc thở ơ, hắn xua xua tay nói. Mấy người điền phúc đều nói cầu đâu có, bọn họ cũng vừa mới tới thôi. Lưu Ngọc nghe xong chưa cười nhạt một tiếng sau đó nhìn thoáng qua sắc trời mà nói. Thời gian cũng không còn sớm nữa, bây giờ chúng ta xuất phát đi thôi. Nói xong thì cũng không đợi mấy người bọn họ trả lời mà đi ra ngoài trước. Chứ không phải là cho người đến muộn nhất làm trì hoãn thời gian sao? Mặc dù trong lòng bọn họ nghĩ như vậy, thế nhưng bọn họ cũng không hề dám nói ra đời này mà vội vàng đi theo phía sau, đồng loạt đi ra ngoài đại sảnh. Mấy luồng ánh sáng ở trước phủ thành chủ bay lên bầu trời, bay về phía mạch khoáng hàn thiết. Lưu Ngọc cưới trên huyết ẩm đao đi đường, không cố ý làm cho bọn họ khó xử, duy trì tốc độ mà mấy người bọn họ có thể theo kịp. Trong năm người này, ngoài trừ Điền Phúc là luyện khí tầng 8, còn có một người cũng đã tới luyện khí tầng 7, nhưng lại không có thăng cấp nội môn. Có thể hiểu rõ là kiểu đệ tử tiềm lực hữu hạn. Nửa canh giờ sau, mấy luồng ánh sáng đáp xuống mạch khoáng xuống bên ngoài căn nhà gỗ nơi lâm đại dũng làm việc lâm đại dũng nghe thấy tiếng động thì mở cửa nhà đi tới cúi đầu khom lưng nói bài kiến điều tiên sư tiên sư có việc gì cứ dặn dò một tiếng tiểu nhân sẽ đi làm việc ngay lập tức năm năm đã trôi qua lão đầu râu cá trên này càng thêm già nua tóc đã già nửa trắng nửa đen lưu mỗ phải quay trở về tông môn gấp mấy vị sư đệ này tới chính là để thay ta đóng quân ở mạch khoáng Người đi gọi ngũ sư đệ, chủ sư đệ bọn họ đại đây, tiếp nhận nhiệm vụ một chút. Lưu Ngọc chắp hai tay sau lưng, thản nhiên dặn dò nói. Nói xong hắn lấy ra một cái bình ngọc từ trong túi trữ vật ra, ném qua một bên. Lâm Đại Dũng vội vàng bắt lấy, đang tính mở miệng nói, thì lúc này Lưu Ngọc lại cất giọng nói chuyện. Viên đàn dược trong bình ngọc, chia ra bảy lần và dùng, bảo đảm giúp người kéo dài tuổi thọ, thêm 50 năm cũng không thành vấn đề. Trong lòng của Lưu Ngọc chỉ có một viên tụ đinh đan. Nhưng tình khí trong đó đối với người bình thường mà nói thì kéo dài tuổi thọ, giúp cơ thể khỏe mạnh không thành vấn đề. Đây là đời mà Lưu Ngọc đã hứa 5 năm trước. Sự tình huống không có liên quan tới lợi ích, hắn bình thường vẫn luôn công bằng, tuân thủ sáu ước của mình. Cảm ơn Điều Tiên Sư, cảm ơn Lưu Tiên Sư, cảm ơn Đại ân Đại Đức của Tiên Sư, lão gia ta thật sự không thể nào báo đáp được. Sau này nhất định sẽ lập bài vị trưởng sinh cho tiên sư Đặt ở trong nhà Mỗi ngày đều bái lại Lâm Đại Dũng kích động không thôi Nó quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu Được rồi Đừng nói lời vô ích nữa Người mọc đi gọi người lại đây đi Trong 5 năm năm lưu Ngọc đã nghe quá nhiều lời nịnh nọt hùa theo Đã sớm miễn dịch với những lời này Hắn không kiên nhẫn mà nói Lâm Đại Dũng nghe vậy Thì vội vàng đứng dậy Lão lập tức đi về phía mạch khoáng không thể kiềm chế được tia kích động trên gương mặt người này chính là chủ sự của mạch khoáng năng lực cũng không tệ lắm quan đến mạch khoáng rất ngăn nắp rõ ràng lưu ngọc lên tiếng giới thiệu nói xong câu này thì không có nói tiếp đoạn sau nữa đương nhiên hắn sẽ không đích thân dẫn mấy người bọn họ đi làm quen ở mạch quán này nữa điền phúc tỏ vẻ đã hiểu hé miệng tính nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói ra bầu không khí nhất thời yên tĩnh lại cho đến khi đầm đại dũng gọi bốn người ngũ xương tới lưu sư huynh bốn người ngũ xương chú quý ba đồng loạt chắp tay cùng kính nói năm năm trôi qua cũng không phải chỉ có tu vi của mỗi mình lưu ngọc là có tiến triển tu vi của mỗi người bọn họ ít nhiều gì cũng có chút tiến bộ nhờ vào một khoản lớn tài nguyên và ninh thạch vào năm năm về trước mà hai người ngũ xương và chu quý ba đều đã đột phá đến luyện khí hậu kỳ nhưng đáng tiếc sau 30 tuổi, Ngũ Xương mới tiến vào luyện khí hậu kỳ, nên đã không còn cơ hội vào nội môn nữa. Mà chú Quý Ba sau khi lấy được tài nguyên kia, thì lập tức xin Lưu Ngọc hỗ trợ, thông qua hầu gia và công tôn gia, mà đã mua được hai loại đan dược, linh vật hỗ trợ đột phá bình cảnh. Đến cuối cùng thì ở độ tuổi 30, hắn ta đã đột phá được luyện khí hậu kỳ. Lần này trở về tông môn, chỉ cần báo cáo với tông môn, trải qua kiểm tra sau đó là có thể thăng chức vào nội môn. Về phần hai người tạ hoa hùng và tôn cúc, khoảng cách đạt tới bình cảnh vẫn còn xa. 5 năm năm trôi qua, bọn họ cũng đã tu luyện tới luyện khí tầng 6 đỉnh phong. Mặc dù tu vi và thực lực của bốn người có tiến triển khá lớn, nhưng đối với Liêu Ngọc vẫn cùng kính như trước. Chỉ bởi vì một nguyên nhân, bởi vì tiến bộ của Liêu Ngọc càng lớn hơn so với bọn họ. Mấy người cũng biết thân phận của Liêu Ngọc là luyện đan sư, trong năm năm qua cũng từng vô đan dược từ hắn. Đương nhiên, giá cả rẻ hơn giá trị thường một chút. Về mặt của Lương Ngọc thở ơ bình tĩnh, hắn khẽ gật đầu, sau đó vươn cánh tay sang bên cạnh giới thiệu. Vị này là Điền Sư Đệ. Năm người bọn họ đến đây để tiếp nhận chúng ta đóng quân ở mạch khoáng này. Điền Sư Huynh Bốn người ngũ xương, chủ quý bà chắp tay chào Điền Phúc. Thế nhưng thái độ này tương đối tùy ý, dù sao ngay cả ngũ xương cũng có pháp khí thượng phẩm trong tay. Tu Vi cũng đột phá đến luyện khí tầng 7. Thực lực so với đệ tử nội môn bình thường đã không có chênh lệch lớn. Bọn họ hành lễ chẳng qua, chỉ đang ngại về thân phận mà thôi. Được rồi, đừng nói lời dư thừa nữa. Trước tiên, hãy hoàn thành nhiệm vụ như lời hứa đi. Bàn giao sổ sách, mang sổ sách ra, lệnh bài với cả túi chữ vật dùng chung tới đây hết đi. Đợi cho tất cả mọi người chào hỏi nhau xong, Liêu Ngọc cũng không muốn khách sáo với mấy người bọn họ, lãng phí thời gian nữa, cho nên đứng ra cắt đứt, hào hứng, còn đang muốn tán cẫu của mấy người điện phúc. À, được. Ngũ Dương lập tức làm theo, đã cười hì hì lấy ra ba món, tự tay đưa cho Liêu Ngọc. Liêu Ngọc tiếp nhận ba món đồ, hơi xoay người, tiện tay đưa cho điện phúc, đồng thời giới thiệu. Đây là sổ sách kỳ chép lại đã khai thác bao nhiêu quảng thô ở Hàn Thiết. Trong túi trữ vật là khoáng thạch được khai thác từ tháng này cho đến bây giờ. Tấm lệnh bài này là lệnh bài khống chế trận pháp mạch khoáng. Bây giờ Điền Sư Đệ có thể kiểm tra một chút sổ sách và khoáng thạch trong túi chữ vật. Nếu không có vấn đề gì thì việc bàn giao coi như đã hoàn thành. Lương Ngọc nói một mạch, sau đó bình tĩnh nhìn Điền Phúc. Khoáng thạch được ghi trong sổ sách khó khăn lắm với đủ số lượng của nhiệm vụ mỗi tháng. Về phần mỗi tháng phần khai thác nhiều hơn đương nhiên sẽ đặt vào túi của năm người kia về phần mấy người ngũ xương Về để ăn no một chút có bóc lột người bình thường ở mạch khoáng quá mức hay không thì Điêu ngọc cũng không quan tâm chỉ cần không xảy ra chuyện gì thì hắn sẽ không nhúng tay vào việc quản lý mạch khoáng điều đáng nói chính là từ sau khi mấy người ngũ xương biết được thực lực thần thông của hắn thì chẳng cần nhiều đời cứ mỗi tháng bọn họ đều sẽ giữ lại một phần đớn khoáng thạch cho hắn Mặc dù Lương Ngọc không thèm để ý đến chút linh thạch này, nhưng không thèm để ý là một chuyện, còn phần thuộc về mình có cầm hay không lại là một chuyện. Hai năm đầu tiên quảng thuộc của mỗi tháng vẫn giá trị có 10 khối linh thạch, nhưng càng về sau thì lại càng nhiều. Đến tháng trước, phần đến chỗ của hắn đã có giá trị 17 linh thạch rồi. Ngay cả Tôn Cúc, một sư vội mà lúc trước còn muốn sát thường đến người bình thường, cầm đến một phần khoáng thạch thuộc về mình thì vẫn yên tâm thoải mái, vui vẻ chịu đựng. Lòng người sẽ thay đổi khi tình thạch đạt tới một số lượng nhất định cũng có thể thay đổi tình trạng của bản thân. Ngay cả cái gọi là lương tâm cũng sẽ tạm thời bị che lấp. Điền Phúc nhận lấy ba món đồ. Theo lời Lương Ngọc nói mà bắt đầu kiểm tra sổ sách sau lệnh bài cho hai tiền đệ tử ngoại môn đi theo gã đến kiểm tra. Cả đường nhiên hiểu rõ chuyện mờ ám trong đó nhưng cũng không có ngạc nhiên gì hết. Đây là một dạng quy tắc ngầm về phần ăn no hay nhiều thì phải xem bản lĩnh và thủ đoạn của cá nhân. Lưu Sư Huynh không có vấn đề gì hết. Người tu tiên đọc nhanh như gió, khả năng ghi nhớ vượt sang người bình thường. Chưa tới mười mấy hơi thở, Điện Phúc rất nhanh kiểm tra xong, khách khí nói với Lưu Ngọc. Tham thì tham, bóc lột thì bóc lột, nhưng vẫn phải làm tốt hình thức bên ngoài. Kiểu số sách này tự có người truyền phụ trách đi làm, mấy người ngũ xương chỉ cần xem qua là được. Để không để lại sơ hở cho người khác Tháng trước sau khi khoản cuối cùng đến tay Mấy người ngũ xương đã xử lý Người bình thường biết chuyện xong xuôi. Lương Ngọc chỉ kẽ gật đầu Sau đó đứng yên không nhúc nhích Cũng không có hứng thú nói chuyện Cuộc chiến tranh của tu tiên giới Sở quốc còn lâu mới kết thúc Sau khi trở về không biết có đi lên tiền tuyến hay không Tâm trạng của mấy người ngũ xương Chủ quỹ ba đều nặng nề Cũng không có tâm trạng để nói cười Trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên yên tĩnh. Khoảng nửa khắc sau đó, hai tên đệ tử kiểm tra trận pháp quay trở về, bẩm báo với Điền Phúc rằng trận pháp cũng không có vấn đề gì. Lương Ngọc thấy vậy thì hỏi, Điền Sư Đệ có có vấn đề gì không? Không có, không có, không có vấn đề gì cả. Điền Phúc liên tục lắc đầu nói, nếu đã như vậy, việc bàn giao nhiệm vụ coi như đã hoàn thành. Vậy thì mạch khoáng sẽ giao cho sư đệ. Trong thời kỳ đặc biệt này, nhất định phải cẩn thận tu sĩ hợp hoan môn ngươi tự mình thu xếp cho ổn thỏa đi bây giờ mấy người lưu bố bọn ta phải trở về tông môn đây lưu ngọc hiếm có khi mà dặn dò hai câu sau đó nhấc tay lên khẽ chắp tay rồi lấy huyết ẩm đao ra định rời khỏi đây lưu sư huỳnh khoan đã để chúng ta tiễn sư huỳnh một đoạn đường chứ Điện phúc nghiêm túc đáp lễ thật ra cả còn muốn tìm hiểu từ miệng lưu ngọc về tình huống ở phụ cận này một ven Sư huynh khoản đã, chúng ta tiến sư huynh một đoạn đường này. Bốn tên đệ tử ngoại môn đi theo điện phúc cũng đồng loạt chắp tay nói. Lương quả có thể đoán được đại khái suy nghĩ của mấy người điện phúc, thế nhưng cũng chẳng sẵn lòng hướng dẫn cho người sau. Hắn tiểu sái xoay người, đưa lưng về phía mấy người bọn họ rồi nói. Lương bố còn có việc quan trọng phải trở về tông môn để xử lý, cho nên không thể trò chuyện đối với mấy vị sư đệ được không cần phải tiến, bọn ta đi trước đây. Giọng điệu của Lưu Ngọc lạnh lùng, có ý thẳng thừng từ chối bọn họ. Hắn nói xong thì vẫy tay với mấy người ngũ xương, sau đó truyền pháp lực vào huyết ẩm đao, mắt thành một luồng đột quang màu đỏ thẫm bay lên bầu trời. Ngũ xương cũng tự nhận bản thân là chân chó số một, đương nhiên sẽ không chút do dự mà lấy pháp khí ra đuổi theo ngay. Ba người chú quý ba và tạ hoa hùng sống chung với nhau mấy năm, đã có chút hiểu rõ tính cách của Lưu Ngọc bọn họ cũng vô cùng bội phục thực lực và thủ đoạn của vị sư huynh này. Cho nên khi thấy thế thì bọn họ cũng vội vàng lấy pháp khí của mình ra theo sát phía sau. Đợi sau khi mấy người bọn họ bay lên trời, năm luồng độn quang di chuyển, lần lượt bay về hướng đời sâu ở phía Nam Thành Châu. Không đâu sau chỉ còn lại có mấy điểm sáng mơ hồ. Trận chiến tranh đã bao trùm toàn bộ sở quốc này. Có tu sĩ ngã xuống lặng yên không một tiếng động hóa thành một nắm đất vàng bị người khác quên đi rất nhanh có người mở ra một con đường máu tranh thủ bắt được một con đường sống để có người trở nên nổi tiếng sau một trận chiến danh tiếng truyền khắp sở quốc có một số quốc gia nhỏ và gia tộc nhỏ cùng tông môn nhỏ cũng do vậy mà suy tàn tiêu vong có phải tán tu cũng bởi vậy, vậy mà tu vi tiến bộ nhanh chóng thành lập gia tộc mới tông môn mới ở trước di hài của người trước một cuộc chiến tranh đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện của tu tiên giới, ảnh hưởng đến vận mệnh của rất nhiều tông môn nhỏ, gia tộc nhỏ và vô số tu sĩ đã bị cuốn vào vòng xoáy này. Trong quá trình đi đến Hàn Nguyệt Thành thì vội vàng gấp gáp, chỉ vào những lúc pháp lực bị tiêu hao đến mức độ nhất định mới dừng lại để khôi phục pháp lực, cũng không dừng lại quá nhiều trên dọc đường đi. Nhưng lúc trở về tông môn thì không cần phải vội vàng như vậy, các phải phương thị hay là nơi tụ tập của tu tiền giả thì mấy người bọn họ đều sẽ đi vào xem xét một hồi. Vừa một, một chút tài nguyên đặc trưng của địa phương, cho dù lúc trở về tông môn làm quà tặng cho hào hữu hay là mua giá thấp bán giá cao để kiếm chút phí đi đường vất vả cũng không tệ, dù sao cũng thuận đường mà. Lúc Lưu Ngọc đi ngang qua phường thị cũng sẽ đi vào trải nghiệm náo nhiệt một chút, nhìn xem những nét đặc sắc ở đấy. Đương nhiên mục đích chính của hắn đã bán đan dược đổi lấy một khoản linh thạch. Mấy người bọn họ sau khi đi vào phường thị sẽ tách nhau ra. Lương Ngọc sẽ tìm một nơi để dịch dùng trước đã, sau đó dùng ẩn tinh thuật điều chỉnh tu vi. Có khi đã luyện khí tầng 8, có khi đã luyện khí tầng 6. Sau đó lần lượt chọn ra rồi xử lý hết số đan dược đang nắm trong tay. Đến lúc cách nguyên dường tầm còn khoảng 5-6 ngày đi đường, Lương Ngọc đã bán hết số đan dược luyện chế lần trước tổng cộng thu được khoảng 2.000 linh thạch. Sau một tháng hành trình, thì mấy người bọn họ cũng đã về đến Nguyên Dương Tông. Mặc dù lúc trở về, tu vi của bọn họ đều có tiến bộ lớn, nhưng bởi vì lúc đi lúc dừng lại, cho nên thời gian cuối cùng cũng không khác dự tính cho lắm. Bởi vì do thế cục, cho nên Nguyên Dương Tông đã cho người tăng cường canh phòng ở dân môn. Tu sĩ đi vào cũng đều phải kiểm tra thân phận Lúc năm người bọn Lưu Ngọc đến gần Sơn Môn thì đã bị ngăn lại, cho nên chỉ đành thành thật hạ độn quang xuất ra lệnh bài thân phận của bản thân, như thế mới được cho đi qua. Sau khi về đến Tông Môn, chuyện trước tiên đương nhiên là phải hoàn thành nhiệm vụ, báo cáo cho Thống Phụ Điện rằng bản thân đã trở về Tông Môn hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Ngọc dẫn bốn người ngũ xương, chủ quý ba bay về phía Thanh Tuyền Phong. Từ Sơn Môn đến Thanh Tuyền Phong khoảng chừng 200 dặm đường. Sau nửa giờ mấy người bọn họ đã tới được thành tuyển phong. Các lầu các đình đài lớn nhỏ ở thành tuyển phong hơn mấy trăm tòa, nhưng nhìn không hề lộn xộn, mà thay vào đó rất có trật tự, sắp xếp dựa theo quy luật nào đó mà làm cho người ta có cảm giác vui mắt. Nếu người bình thường trông thấy, nhất định sẽ cho rằng đây là nơi ở của tiền nhân. Thành tuyển phong, người đến người đi vẫn như trước đây. Mặc dù vẫn có rất nhiều nhóm người giữa các tòa nhà khác nhau, nhưng rõ ràng đã thừa thớt đi không ít so với trước kia. Có người trên mặt mang nét sợ hãi, sợ sẽ bị đưa đến tiền tuyến và mất mạng. Có người cưng mặt lộ vẻ hăng hái, đã nghe nhiều những câu chuyện về việc người khác vùng dậy, cảm thấy bản thân cũng có thể làm được, cũng muốn đi tiền tuyến nơi chiến tranh để thể hiện bản lĩnh, thể hiện sức mạnh của bản thân. Sau đó tên tuổi sẽ được lan xa và cuối cùng là được người tăng ngưỡng mộ. Nhưng nhiều hơn chính là tâm trạng nặng nề, trong mắt tràn đầy lo lắng và mê mang. Lưu Ngọc đi ở đằng trước, bốn người gỗ xương đi theo phía sau, không thể ngự kiếm phi hành ở thanh tuyển phong, cho nên mấy người bọn họ hạ độn quang ở chân núi, chạy tới tống vụ điện. Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng sẽ có các đệ tử tuyển khí kỳ tụ tập lại với nhau, bàn luận về tình hình chiến đấu ở tiền tuyến. Đã có cả ngàn tu sĩ luyện khí kỳ cùng Nguyên Dương Tông bị cử đến tiền tuyến. Có không ít tu sĩ luyện khí kỳ đã trở nên nổi tiếng. Ví dụ như tiểu viêm ma chủ diễm cuồng phong kiếm cổ kiến nhất. Sở dĩ gọi là tiểu viêm ma là bởi vì tu tiên giới sở quốc đã có một viêm ma trần nhân, là một tán tu kim đan kỳ, để tránh những việc kiêng kỵ cho nên gọi là tiểu viêm ma. Lưu Ngọc trầm ngâm, trên đường đi tới đây đã nghe đến danh hiệu tiểu viêm ma cuồng phong kiếm này không dưới năm lần. Quả nhiên là sóng lớn đảo cát. Trong mấy vạn tu sĩ luyện khí kỳ, luôn có một số người có thực lực vượt xa người khác, trải qua tu luyện bộc lộ tài năng, trở thành anh hùng và truyền kỳ. Với thực lực luyện khí đỉnh cao của hắn thì khó mà gặp địch thủ. Nếu như hắn tham gia vào chiến trường, nó không chừng bởi vì hắn thường xuyên dùng huyết ẩm đao, cũng có thể liều mạng mà tạo nên đao thủ huyết đao, hay là dùng tử mẫu truy hồn đao mà được xưng là hắc sắc cắt giả. Trong lòng Đông Ngọc cười thầm, lặng lẽ suy nghĩ. Thế nhưng hắn không hề có ý nghĩ ra chiến trường. Tiền đạo trân trọng tính mạng, xem trọng trường sinh, chứ không phải là sống chết liều mạng với người ta. Hắn chỉ muốn được yên ổn tu luyện. Nếu như điều kiện cho phép, tốt nhất là tu luyện đến trúc cơ kỳ trước đã rồi nói sau. Trong thoáng chốc, mấy người bọn họ đã tới tống phủ điện, sau đó cả bọn đi vào trong sau khi tiến vào tống phủ điện liêu ngọc nhìn quanh một vòng muốn tìm xem có người quen trong đám người này không hỏi một chút về tình hình gần đây của tông môn thế nhưng liêu ngọc trước giờ rất ít giao du với bên ngoài người quen ở tông môn vô cùng ít đối tượng tìm đến hắn để luyện đan ở thanh mộc phong chẳng qua cũng khoảng cỡ hai mươi ba mươi người kia mà thôi so với hai vạn tu sĩ luyện khí kỳ trong nguyên dương tông thì hoàn toàn chẳng đáng nhắc tới nhìn rất qua một vòng cũng không phát hiện ra người quen. Ngay cả tiền sư huynh cũng không có ở đây. Không biết là đã đi túc trực hay có việc gì. Vốn di Liêu ngọc còn đang định tìm hắn ta để ôn chuyện, mở rộng mối quan hệ một chút. Thân người ta không có mặt nên cũng đành phải từ bỏ. Liêu Ngọc tìm đại một quản sự thông báo tình hình nhiệm vụ của bản thân. Hơn nữa sau khi hoàn thành nhiệm vụ, con trở về tông môn kịp thời để người đó ghi chép lại. Cuối cùng hắn lấy định bài đệ tử ra, nhận được 100 điểm công hiến tông môn. Đăng ký hoàn thành nhiệm vụ và trở về tông môn để báo cáo như vậy là hoàn thành. Sau đó, hắn đứng ở một bên chờ bốn người ngũ xương, chủ quý bà đăng ký. Mấy người ngũ xương chỉ là đệ tử ngoại môn, đương nhiên đại ngộ không thể sánh với Lưu Ngọc. Nhiệm vụ 5 năm chỉ nhận được 50 điểm công hiến tông môn. Nhưng mà cũng may là tiền lương hàng tháng đừng phân phát bình thường trong thời gian làm nhiệm vụ hàng tháng đều do đệ tử đến mạch khoáng thu quạng thô đưa tới tốc độ phân phát điệp cống hiến và ghi chép nhiệm vụ vô cùng nhanh quản sự kia vô cùng quen thuộc quy trình chỉ thoáng chốc đã xử lý xong toàn bộ mọi việc thấy chuyện của mấy người rốt cuộc cũng đã hoàn thành lưu ngọc nhớ mày đi ra ngoài trước bốn người ngũ xương chụp quý bà theo sát viết sau túm tụng đi ra bên ngoài mấy người bọn họ ra ngoài cách tống vụ điện 20 trượng thì dừng lại, đã đến lúc chia tay. Lưu Sư Huynh, tại hạ may mắn đạt được luyện khí hậu kỳ trước 30 tuổi, phải nhanh chóng đến chính quyền điện báo cáo, kiểm chứng tu vi thẳng cấp nội môn. Xin thứ cho sư đệ đi trước một bước, không biết Sư Huynh có thể cho sư đệ biết chỗ ở động phủ hay không, có thời gian nhất định sẽ tới thăm hỏi. Chú Quý bà mở miệng nói trước, cả dùng hết tất cả thu hoạch có được ở lần đó vào 5 năm, năm trước để mua đan dược. Rốt cuộc, ở 30 tuổi đã tới tuyệt khí hậu kỳ. Lúc này trong lòng đã vô cùng nôn nóng, hận không thể bay tới chính nguyên điện ngay lập tức. Nhưng hắn ta đã chứng kiến thực lực kinh người của Lưu Sư Huynh, cũng muốn duy trì mối quan hệ tốt với vị Sư Huynh này, cho nên mới kiềm chế sự nóng vội trong lòng, nói với Lưu Ngọc. Ha 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 ha, Lưu Bộ biết tâm trạng của chú sư đệ, bởi vì năm đó ta cũng giống như vậy đấy, cứ đi đi, động phủ của ta nằm ở đình số 15 thành linh phong chủ sư đệ nếu có thời gian có thể đến đây bàn luận chuyện tu hành lưu ngọc sảng khoái cười nói với chủ quý bà đánh ngộ của đệ tử ngoại môn với đệ tử nội môn trên mọi mặt đều có chênh lệch rất lớn cũng có trách người này nóng lòng như thế Nhưng lại bản thân nằm đó cũng không khác gì mấy người này có thể trở thành đệ tử nội môn cũng có chút tiềm lực có giá trị để lôi kéo, cho nên thái độ của Liêu Ngọc cũng tốt hơn so với lúc trước một chút. Vậy sư đệ xin phép đi trước. Chủ kỳ ba chắp tay với mấy người bọn họ, sau đó xoay người bước nhanh về phía chính nguyên điện. Sau khi gã đi rồi, bốn người Liêu Ngọc tiếp tục đi về phía chân núi, sau đó cáo biệt từng người, cũng để lại nơi ở động phủ của mình. Hẹn nhau khi nào có thời gian thì sẽ cùng nhau đến thiên hương lâu ăn một bữa cơm. Trần đối thanh tuyển phong, Lưu Ngọc Thế đuộn quang của ba người đã dần đi xa. Đang định điều khiển huyết ẩm đau trở về thanh linh phong. Không ngờ lúc này Tôn Cúc lại quay ngược trở lại. Lưu Sư Huỳnh trở đã. Tôn Cúc cúi đầu, một tay nắm tay, giống như là có chuyện muốn nói. Tôn Sư Huỳnh có việc gì sao? Lưu Ngọc thoáng có chút kinh ngạc. Không rõ Tôn Cúc quay lại gọi hắn là có ý gì. Nghe được đời này, tôn cúc giống như đã hạ quyết tâm gì đó nàng ta lấy một khối lệnh bài màu xanh từ trong túi chữ vật ra duỗi tay đưa cho lưu ngọc vật đến trước mặt rồi đương nhiên lưu ngọc đành phải nhận lấy nếu không thì tất cả mọi người đều sẽ rất xấu hổ lúc này những lời nói nhỏ như mũi kêu của tôn cúc liên tục truyền đến âm thanh vô cùng nhanh lại vô cùng nhỏ nếu không phải người tù tiền tài thính mắt tình thì thật sự là hắn không thể nghe rõ được tu vi của sư huynh cao cường khiến cho người ta vội phục không thôi ngày thường buổi tu luyện có rất nhiều chỗ không hiểu muốn thỉnh giáo sư huynh một chút lệnh bài này có thể mở trận pháp phòng hộ động phủ của muội không biết đêm nay sư huynh có thành hay không đến chỉ điểm cho muội một ít công pháp sau khi tôn cúc nói xong lời này thì khuôn mặt đã đỏ bừng nàng ta không đợi lương ngọc trả lời đã lập tức lấy pháp khí của nàng ta ra rồi nhanh chóng bay đi xa à trên mặt của lưu ngọc không kìm lòng nổi lộ ra một tia ý cười tiền phủ không được mở ra trước năm mười tám tuổi hắn chẳng qua là một tên tu sĩ tam đình căn bình thường không có tiếng tăm gì lớn cảm giác tồn tại của hắn cực kỳ điệu thấp căn bản là không hề có nữ tu sĩ nào sẽ nhìn hắn thêm vài lần nhưng mà sau khi hắn nhận được sự trợ giúp của tiền phủ thì lại không giống nhau lần đầu tiên là hắn anh hùng cứu mỹ nhân tiếp xúc thần mật với nghiêm quần nhi khiến trong lòng nàng ấy sinh ra hào cảm với hắn sau đó có sư tỷ giang thu thủy nguyện ý vì hắn mà phục vụ sư huynh ngũ xương thường xuyên nịnh nọt khen ngợi muốn ôm bắp đùi của hắn đến bây giờ lại có sư vội tồn cúc chủ động ám chỉ muốn tiếp xúc ở khoảng cách gần phát sinh quan hệ thân mật với hắn lưu ngọc biết buổi tối đến chỉ bảo công pháp chỉ là một cái lý do đương nhiên là không có khả năng sẽ thật sự giao lưu công pháp. Đến lúc đó, cô làm quả nữ thì thật sự giao lưu cái gì? Chỉ sợ khó trách khỏi, nhưng hàm muốn nguyên thủy, không thể cưỡng lại nhất mà thôi. Khác nhau, khác nhau, tất cả đều đã khác. Theo thực lực và tu vi tăng lên, hắn từng làm một tên đệ tử ngoại môn bình thường, không có tiếng tăm gì, đã biến thành một sư huynh nội môn. 27 tuổi mà đã tu luyện tới luyện khí tầng 9, hắn có đủ thời gian để chuẩn bị lên trúc cơ. Cho dù đã thất bại một lần, cũng có cơ hội. Cho nên hắn đã trở thành tài nguyên chất lượng tốt trong mắt rất nhiều tù sĩ. Lúc này tuy là cấp bậc của hắn đã không còn tăng lên nữa, nhưng hắn nhận được các loại ưu ái của nữ tù sĩ. Tự bản thân tiếp xúc với tù sĩ thì tu vi cũng dần dần cao lên. Loại biến hóa này đang phát triển theo hướng tốt, cũng khiến cho Lương Ngọc tin tưởng con đường mà hắn lựa chọn là không sai. Chỉ cần hắn dọc theo con đường này tiến tới, cuối cùng tất nhiên hắn có thể nắm chắc vận mệnh của bản thân. Nhìn tia sáng màu hồng dần biến mất cuối chân trời, hồ nước trong lòng của Lưu Ngọc nổi lên từng gợn sóng lớn, sinh ra rất nhiều lý giải và lĩnh ngộ. Một lát sau, hồn nước trung động trong lòng hắn dần dần biến mất, nước hồ lại sáng như gương. Lưu Ngọc thú ý cười lại, hắn cũng không có ý định có một đêm phòng lưu. Một là hắn đang đối mặt với cửa ải trúc cửa khó khăn. Cho dù là giữ lại một chút nguyên âm, chỉ có thể tăng thêm một chút tỷ lệ thành công, cũng không thể bỏ qua. Hay là tuy vóc người của nàng ta là ngực tấn công mông phòng thủ, vô cùng đầy đặn, nhưng dùng mạo của nàng ta lại hết sức là phổ thông. Đêm này, hắn không có ý định đồng ý với lời mời ám muội của Tôn Cúc, nhưng hắn cũng không vứt lệnh bài này đi, mà lại bỏ nó vào túi trữ vật giữ lại làm đồ kỷ niệm. Lưu Ngọc ném huyết ẩm đao lên không trung, cả người hóa thành một tia sáng màu đỏ thấm bay về phía thanh linh phong. Lúc này sắc trời đã tối, mặt trời đã hoàn toàn biến mất phía chân trời. Ngay cả ánh chiều tà cũng không còn nữa, bóng đêm bao phủ cả bầu trời và mặt đất. Trên bầu trời đêm có từng đạo tia sáng vô cùng nổi bật, từ xa đến gần lại từ gần đến xa. Trong tia sáng là những khuôn mặt xa lạ lúc lướt qua nhau thường là lạnh lùng nhìn nhau một cái. Khoảng một canh giờ sau, Lương Ngọc điều khiển huyết ẩm đao từ thanh tuyển phong bay về thanh đình phong. Tiết sáng hạ xuống ở động phủ, đình thập ngũ. Lương Ngọc thu hồi pháp khí, lấy một lệnh bài từ túi chữ vật ra. Hai tay hắn khẽ động, mới đạo quyết pháp đánh vào trên lệnh bài. Lệnh bài ngay lập tức bắn ra một đạo ánh sáng trắng. Trận pháp cấm chế của động phủ mở ra con đường dài hơn một trượng. Cửa đá của động phủ cũng từ từ mở ra. Động phủ tuyến khí kỳ này là động phủ tốt nhất trên thành linh phong. Trận pháp phòng ngự tất nhiên sẽ không hề kém cạnh. Nó vượt xa cấm chế phòng hộ của thanh bộc phong. Cho dù là một đệ tử nội môn bình thường có toàn lực tấn công, thì nó cũng có thể kiên trì trong vòng nửa canh giờ. Lưu Ngọc nhấc chân đi vào trong động phủ, đồng thời đóng trận pháp lại đồng phục này vừa đến tay thì hắn đã đi đóng quân ở Hàn Nguyệt Thành. Năm năm qua, không hề có người ở. Rất nhiều đồ vật đều đã có một lớp bụi bặm vô cùng dày, đắp lên dấu vết của năm tháng. Mặc dù Lương Ngọc không phải là một tu sĩ thích sạch sẽ, nhưng với tình hình trước mặt này thì hắn cũng phải quét dọn một ven. Nếu không thì không có cách nào để ở được. Hắn lấy ra một miếng vải gấm từ túi trữ vật, cắt thành một miếng nhỏ hơn phần còn lại thì được hắn để vào túi trữ vật. Sau đó dùng pháp quyết trong hai tay của hắn lóe lên, trong miệng tiền niệm lên mấy câu chú văn. Thủy đinh được trong không khí lay động hơi nước, chậm rãi ngưng tụ thành một quả cầu nước màu lam, đó chính là thủy cầu thuật. Lưu Ngọc là tam linh căn mộc hỏa thổ, vì được thi triển hai hệ kim và thủy sẽ kém hơn. Hắn muốn thi triển thì sẽ phải tốn sức gấp đôi. Nhưng pháp thuật cơ bản nhất của hai hệ này, hắn vẫn học qua một hai cái, vận dụng trong cuộc sống hàng ngày rất là thuận tiện. Lưu Ngọc làm ướt miếng vải cấm nhỏ trên tay thủy cầu, sau đó khống chế không để thủy cầu rơi xuống đất, rồi hắn bắt đầu dọn dẹp động phủ. Bây giờ hắn chỉ cần cẩn thận thao dọn giường đá trong phòng ngủ và bàn ghế, nhưng phòng khác thì chỉ là quét dọn sơ qua, ngày khác hắn sẽ dọn dẹp lại một lần nữa một tháng qua thật sự khiến cho người ta mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần tuy lưu ngọc muốn đổi trúc cơ đan trong lòng hắn cũng đã có kế hoạch chi tiết nhưng hắn cũng không có nóng lòng vội vàng bây giờ hắn vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt để tránh bị tổn hại đến tinh thần nếu như nguyên dương tông không có tình huống đặc biệt thì trong lúc đệ tử vừa hoàn thành một nhiệm vụ sẽ không lập tức chỉ thị một nhiệm vụ khác mà là sẽ có một đoạn thời gian cho đệ tử nghỉ ngơi chiến tranh mỏ linh thạch bùng phát tháng trước có hai tháng để nghỉ ngơi bây giờ ít nhất cũng có tầm một tháng để nghỉ ngơi lâu thì hai tháng cho dù đại tông bồn trong thời chiến cũng sẽ hoạt động có trật tự sẽ không dễ dàng làm sang làm bệnh cho nên bây giờ lương họ có thời gian ít nhất là một tháng để chuẩn bị chỉ cần trong thời gian một tháng hắn đổi được trúc cơ đan thì hắn có thể tránh được việc ra tiền tuyến còn về phần hắn dùng thân phận luyện đan sư để né tránh việc ra tiền tuyến phương pháp này tuy rằng khả thi nhưng mà hậu quả của nó cũng rất nhiều luyện đàn sư thừa thớt và tôn quý ở chỗ là luyện đan sư cao dai ít nhất cũng phải là luyện đan sư có thể luyện chế được đan dược trúc cơ kỳ mỗi gia tộc trúc cơ kỳ đều sẽ bồi dưỡng được một hai vị luyện đan sư luyện chế đan dược luyện khí kỳ chứ đừng nói chi là nguyên dương tông đến lúc đó tuy rằng hắn không cần phải ra tiền tuyến nhưng vẫn nhất định hắn sẽ bị an bài rất nhiều nhiệm vụ luyện đan. Điều đó sẽ chiếm dụng hơn phân nửa thời gian tu luyện của hắn. Luyện đan rất tiêu tốn thời gian. Trước mắt lấy trình độ của Lưu Ngọc, thì một ngày hắn chỉ có thể luyện chế được 9 tô tụ linh đan, hoặc là 7 lô thanh linh đan, hoặc là 5 lô tử linh đan và 3 lô bích linh đan. Đến lúc đó, bọn họ tùy tiện sắp xếp cho hắn một nhiệm vụ 4 lô thanh linh đan hoặc là 3 lô tử linh đan thì sẽ chiếm mất hơn phân nửa thời gian tu luyện của hắn không thể nghi ngờ là điều đó sẽ không thích hợp với suy nghĩ ban đầu của hắn, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ tu luyện của hắn. Nếu như hắn thất bại ở trình độ Bích Linh Đan, thì ngược lại có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian tu luyện. Nhưng giá trị của Bích Linh Đan vượt xa ba loại đan dược trước kia là chân phẩm trong luyện kỳ đan dược. Giá trị của đan dược này không hề thấp. Liêu Ngọc không có cách nào để giải thích vì sao cần phải thuần thục như vậy phải biết là con đường tiến bộ trong luyện đan không có con đường tắt nào cả hoặc là phải trải qua luyện tập cực khổ không thì là chân chính thiên tài cái trước sẽ khiến cho người khác hoài nghi hắn lấy đâu ra cơ hội luyện tập như vậy cái sau thì sẽ khiến cho mọi người cuốn vào cuộc tranh đấu phe phái trước giờ muốn kiềm tốn cũng không có khả năng cả hai đều không phải là những gì trương học mong muốn trông thấy vì vậy thì hắn cần nhắc lợi và hại của phương pháp này có tiền phủ trong tay, hắn cũng không cần giống như những tu sĩ khác liều mạng kiếm tài nguyên. Hắn chỉ muốn bình tĩnh tu luyện, khiêm tốn mà phát triển. Ít nhất là trước khi tới cảnh giới nhất định là như vậy. Sau khi dọn dẹp qua loa động phủ một lần, ngay cả người đông ngọc cũng không kịp tắm, thì hắn đã nằm trên giường đá mà ngủ mất tiêu. Giường đá cứng rắn cũng không thể cản trở được cơn buồn ngủ đang mãnh liệt kéo đến. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng mặt trời từ phía trên động phủ, từ một lỗ hồng tạm thời được coi là cái cửa sổ trên mái nhà chiếu xuống. Ánh sáng mặt trời sáng sớm không tính là quá trói mắt. Một lúc dòng mí mắt của Lưu Ngọc khẽ động, hai trong mắt trong suốt bình tĩnh mở ra. Đầu tiên là hắn thi triển thủy cầu thuật để tẩy rửa cơ thể, tẩy sạch gió bụi, thay vào một bộ y phục mới, sau đó hắn mới đến phòng luyện công. Điều đang nói là chế phục mà Nguyên Dương Tông phát cho các đệ tử ngoại môn đều là y phục bình thường, chứ không phải là pháp y, tuy đều là vải vóc tốt nhất. Từ lúc Lưu Ngọc đến Hàn Nguyệt Thành thì hắn đã phân phó giải văn chính, bảo tượng may là mấy bộ y phục, tất cả đều đang được đặt trong túi trữ vật. Đến phòng tuyển công rồi, Lưu Ngọc quanh chân ngồi xuống một cái đệm, lấy ra một cái bình ngọc từ túi trữ vật. Hắn mở nắp bình lấy ra một viên bích linh đan ăn bỏ viên đan dược vào trong miệng, nhắm mắt lại. Pháp lực dọc theo lộ tuyến của Mộc Vinh Quyết vận chuyển đến Đại Chu Thiên, bắt đầu việc luyện hóa dược lực mỗi ngày. Hai canh giờ sau đó, Lương Hoặc phun ra một ngụm trọc khí, thủ công rồi mở mắt ra. Hắn cảm thụ được tu vi đã tăng lên một ít, trên mặt lộ ra một ý cười. Lúc này khoảng cách hắn đạt đến luyện khí viên mãn đã không còn xa. Dựa theo tốc độ hiện nay thì khoảng chừng một năm nữa là hắn có thể đạt được từ lúc lương ngọc bắt đầu tù luyện luyện chế đan dược ở tiền phủ thì hắn vẫn rất coi trọng việc căn cơ vững chắc và tinh thông pháp lực không thể vội vàng tăng mạnh vượt bậc mặc dù pháp lực từ đan dược luyện hóa mà không cần phải trải qua mài giũa tích góp có rất nhiều tu vi cũng tăng lên rất nhanh nhưng như vậy không thể nghi ngờ là nó sẽ khiến cho căn cơ sau này sẽ trở nên không vững rất bất lợi cho việc tu luyện sau này mục tiêu của lưu ngọc không chỉ riêng trúc cơ đương nhiên hắn sẽ không làm loại chuyện nuông chiều cho hư việc này nếu không chỉ sợ hắn sớm tu luyện đến luyện khí viên mãn pháp lực càng thuần khiết thì độ khó từ việc chuyển hóa pháp lực từ trạng thái khí sang trạng thái lỏng sẽ càng thấp hơn khả năng đột phát trúc cơ thành công cũng càng cao hơn như vậy thì không thể nghi ngờ là tốc độ tu luyện sẽ chậm hơn khoảng 3 phần 10. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà tông môn, gia tộc tu sĩ cao cấp nhiều hơn tán tu. Dù sao đại đa số tù chất linh căn của các tán tu vốn rất bình thường. Hơn nữa tài nguyên lại thiếu thốn. Tu vi của bọn họ vốn đã chậm chạp. Vậy nên bọn họ nào có thời gian tinh tế mà mài dỗ tu vi. Bọn họ biết rõ bất lợi trong việc tăng tiến trong tương lai nhưng lại không thể không làm. Tiếp theo Lưu Ngọc không tu luyện tôn thần diệu pháp hoặc là các công pháp khác nữa. Thời gian một tháng nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nếu được không chú ý thì thoáng cái sẽ trôi qua. Nếu hắn đã có ý định phải nhanh chóng đến trúc cơ, vậy thì bây giờ hắn cũng nên vì điều đó mà chuẩn bị thôi. Nghĩ đến đây, Lưu Ngọc đứng dậy, mở ra trận pháp động phủ rồi đi ra ngoài. Tiếp theo, hắn điều khiển huyết ẩm đau bay đến thành mộng phong. Bây giờ hắn có 1.400 điểm công hiến của tông Bồn, Khoảng cách để đổi được trúc cơ đan giá 2.500 điểm, còn thiếu 1.100 điểm nữa. Một khoảng điểm công hiến tông Bồn lớn như vậy, mà muốn lén lút giao dịch với đồng môn, gom đủ, thì quả thật không phải là chuyện dễ gì. Bình thường đông ngọc chỉ rù rú ở trong nhà, đúng chuẩn là một trạch nam ở tu tiên giới. Hắn ở trong tông Bồn cũng không có mấy người quen. Một người mà muốn hoàn thành việc này cũng không dễ dàng gì nhưng chuyện này không phải vấn đề hắn biết có một người có quan hệ rộng rãi nếu hắn có được sự trợ giúp của nàng ấy thì chuyện này sẽ đơn giản hơn không ít nàng ấy chính là sang thu thủy chỉ là hắn không biết nàng ấy có bị phái đi tiền tuyến hay không bây giờ nàng ấy có ở trong tông môn hay không quan hệ của hai người chỉ miễn cưỡng xem như là có quen biết cho nên năm năm nay hai người cũng không có liên lạc với nhau Lưu Ngọc cũng không biết nàng ấy có ở trong tâm vôn hay không. Nhưng mà cho dù nữ nhân này không giúp được hắn, thì Lưu Ngọc vẫn còn có một sự lựa chọn dự phòng, đó chính là tiền sư huynh. Tiền sư huynh là nhi tử của sư thúc trúc cơ kỳ, y lại còn được làm một công việc béo bở, là chuyên môn sắp xếp những công việc vặt vãnh, mạng lưới giao thiệp, còn đường quan hệ tất nhiên là không cần phải nói nhiều. Nhưng mà với tính tình của y, đến lúc đó nhất định y sẽ dùng công phu sư tử ngoạm, cái giá phải trả chắc chắn sẽ cực kỳ lớn lưu ngọc điều khiển huyết ẩm đau vi hành hết tốc lực khoảng một canh giờ sau đã đến được thành bộc phong loại linh khí của một vị sư huynh đội môn từ dưới đánh ngọn núi ngoại môn đi đến đỉnh thanh bộc phong này tự nhiên sẽ thu hút sự chú ý của mọi người hấp dẫn rất nhiều ánh mắt vị sư huynh này không phải lưu ngọc mấy năm trước là từ bản sơn lên sao Thật không ngờ tới thành như vậy, mà huynh ấy đã đạt tới tuyển khí tầng 9 rồi. Dù sao, hắn đã tu luyện ở đây 10 năm rồi. Thời điểm trải qua việc luyện tập ở vách núi, từ sáng sớm thường hay gặp mặt, nên rất nhanh đã có người nhận ra Lưu Ngọc là ai. Bọn họ lập tức ngạc nhiên không thôi. Trong ánh mắt có hầm mộ, cũng có đố kỵ. Nghe nói được Sư Huỳnh rất có thiên phú trong việc luyện đan. Ta sớm đã đoán được huynh ấy sớm muộn gì cũng sẽ nổi bật lên. Nhưng thật không ngờ lại nhanh đến như vậy. Chỉ sợ qua vài năm nữa, huynh ấy sẽ đột phá trúc cực kỳ đấy. Ánh mắt của vị đệ tử nói ra những lời này phức tạp, có hơi mất mát. Lưu Ngọc tu luyện ở đây 10 năm, không thể không quen sơ vài người. Thế có người chào hỏi thì hắn ghét gật đầu xem như đáp lại. chưa có điều hắn không dừng lại bắt chuyện, mà dưới ánh mắt của mọi người mà hóa thành một tia sáng trực tiếp bay đến động phủ của Giang Thu Thủy, dẫn đến một trận suy đoán. Đường Ngọc lấy ra truyền âm phủ từ túi trữ vật. Hắn đặt miếng phủ ở bên miệng, thì thầm vài câu, rồi đem đó đi, hóa thành một đạo ánh sáng trắng, bay vào trận pháp. Sau đó, hắn đứng ở trước động phủ kiên nhẫn chờ đợi, tiện thể suy nghĩ một vài chuyện. Hắn ở Hàn Nguyệt Thành luyện chế hơn hai mươi bình đan dược trên đường hắn về tông bồn đã bán ra hết cộng thêm một chút linh thạch vốn có thì bây giờ trong túi chữ vật có khoảng hai nghìn sáu trăm khối linh thạch dùng để lén lút giao dịch điểm cống công hiến vậy là đủ rồi hiếm khi hắn mới có thể giao dịch với các đệ tử khác dựa theo hiểu biết của lưu ngọc lúc trước sang mua một trăm điểm công hiến là khoảng chừng một trăm hai mươi khối linh thạch như vậy tính ra tất cả hết khoảng một nghìn bốn trăm khối linh thạch cái giá này hắn hoàn toàn có thể chấp nhận được Âm. lúc hắn đang suy nghĩ thì trận pháp được mở ra cửa đã chậm rãi phát ra tiếng vang rồi mở ra một vị nữ tu sĩ mang theo một nụ cười tươi sáng rực rỡ xuất hiện trước mắt nàng ấy mắt ngọc mày ngài cười một cách tự nhiên hai má trăng trắng lộ ra chút ửng hồng chính là giang thu thủy năm năm không gặp nàng ấy dường như càng thêm xinh đẹp hơn thành thục hơn. Sự kiêu ngạo động trên khuôn mặt trước kia cũng được ẩn giấu đi. Bởi vì ở trong động phủ, nên Giang Thu Thủy không mặc áo bảo xám được làm ra cho đệ tử ngoại môn, mà nàng ấy mặc một chiếc váy ngắn rộng thùng thình, màu lam làm từ gấm thổ cẩm, lộ ra bắp chân nhỏ trắng nõn bóng loáng. Một chiếc đai lưng màu tím gắt cao bó lại làm nổi bật dáng người hoàn hảo của nàng ấy. Mỗi buổi bay kiến lục sư huynh hoàn ngành sư huynh hạ cố đến chơi thật sự rất là vinh hạnh Bội không ngờ là chỉ mấy năm ngắn ngủi không thấy huynh mà tu vi của sư huynh đã tăng nhanh đạt đến luyện khí tầng 9 rồi sư bội tại đây mong lưu sư huynh sớm ngày đột phá trúc cơ thành công ạ à. vẻ mặt của giang thu thủy long lanh ý cười vẫy tay chào hỏi lưu ngọc sau đó nàng ấy phát hiện tu vi của lưu ngọc đạt đến luyện khí tầng 9 thì trong lòng vô cùng kinh ngạc lời chúc mình ngoài miệng cũng chỉ là tiện thêm vào. Mùi mùi quá khen rồi. Đời ngược lại đã 5 năm, năm rồi không gặp sư mỗi Mùi càng ngày càng xinh đẹp động lòng người đấy. Không biết đã khiến cho bao nhiêu sự huynh sự đệ nhớ mãi không quên đây. Dẫn người với người thì phải tầng bốc nhau có quả có lại. Lưu Ngọc cũng mang theo ý cười trả lời. Sư huynh mời vào trong nói chuyện. Sang thu thủy ngượng cùng cười. Ánh mắt né tránh. Bàn tay của nàng kẹt động. Người Lưu Ngọc mời vào trong Đợi người bên ngoài đi vào Nàng ấy mới tiến vào động phủ theo sau Lưu Ngọc đi phía sau nữ nhân này Hắn gửi thấy một hương thơm tương tự Như mùi của cây oải hương Sau khi hai người ngồi xuống Nàng ta muốn rót trà Thì Lưu Ngọc cản nàng ấy lại mà nói Nếu sư muội không chê Thì hãy nếm thử linh trà của ta đi Không chỉ mùi vị không thể Mà còn có một ít hiệu quả kỳ lạ đấy Lưu Ngọc nói tràn đầy tự tin lấy ra một cái hộp gỗ màu đen từ túi trữ vật đặt lên bàn. Linh trà sao? Nó có hiệu quả gì? Tốc độ luyện đàn sư có thể kiếm được linh trà thật sự vô cùng nhanh. Sư huynh đã uống thử linh trà rồi. Sang Thu Thủy tò mò nói. Sau đó, ánh mắt nàng ấy lộ ra một chút ảm đạm. Bây giờ nàng ấy vẫn còn ở luyện khí tầng 6. Vốn dĩ sau này nàng ta định giúp Đương Ngọc làm việc để có thể nhanh chóng tích góp đủ linh thạch. Mùa đàn dược đột phá bình cảnh. Anh ngờ được sau đó tù tiền giới sở quốc lại bùng đổ chiến tranh. Nàng ta chỉ biết hắn đã nhận một nhiệm vụ phải ra ngoài đóng quân, rời khỏi tông môn thì không còn tin tức về hắn nữa. Bản thân của nàng lại bị phái ra tiền tuyến, còn hai lần gặp phải nguy hiểm đến tính mệnh. Tuy nàng là may mắn giữ được mạng sống, nhưng cũng không có được chỗ tốt gì. Mấy năm qua linh thạch cũng không tích trữ đủ, tu vi vẫn chỉ dừng lại ở luyện khí trung kỳ từ trước. Nói xong thì Giang Thu Thủy cầm bình gỗ ở trên tay, bắt đầu pha chế linh trà này. Ngón tay ngọc thon dài của nàng liên tục di chuyển, quen thuộc mà cầm lấy lá trà từng bước một, bắt đầu chăm chú thao tác. Rõ ràng là nàng đã có nghiên cứu qua về trà đạo. Động tác của nàng không nhanh không chậm, phối hợp với dùng mạo bề ngoài, vậy mà lại lộ ra một chút ưu nhã, rất tự nhiên trong lúc nhấc tay. Nơi nhân nghiêm túc cũng rất có sức hấp dẫn đấy. Lưu Ngọc có hơi thất thần, nhìn đôi tay trắng nõn khéo léo có chút xanh ngọc. Trong đồ hắn đột nhiên hiện lên một ít cách dùng kỳ lạ. Cho đến khi Giang Thu Thủy đưa Thanh Hà Linh Trà đã được pha xong qua, gọi hắn một tiếng, thì lúc này hắn mới lấy lại tinh thần. Được, đã tạ sư muội. Lưu Ngọc kịp phản ứng nói một tiếng, mặt không đổi sắc, tiếp nhận chén trà có hoa văn màu xanh. Trong lòng lại thu lại những suy nghĩ kinh nhờn kia đi. Dù sao thì hắn đến cũng là để làm chính sự mà. Mời sư huynh thưởng thức, xem tài nghệ của tiểu nữ như thế nào. Sang Thu Thủy cười nhẹ nhàng nói, cũng không biết nàng nghĩ đến cái gì mà khuôn mặt xinh đẹp có hơi ửng hồng. Lưu Ngọc nghe phẩy thì kẽ cười, đặt chén trà trước miệng kẽ thổi vài cái, sau đó uống một ngụm nhỏ, làm ra dáng vẻ thưởng trà. Một đặt sau hắn mới nói, được, được đấy, Tên nghề của sư muội thật đáng là kinh ngạc, có thể xếp hạng nhất trong số những người mà Lưu Ngọc ta quen biết. Biểu cảm và giọng nói của hắn có hơi thái quá, vừa nhìn đã biết là hắn đang phóng đại, thoái phét. Nhưng Giang Thu Thủy lại rất là hưởng thụ câu này. Nàng ta cười duyên, sau đó nhìn Lưu Ngọc một cái. Sư Huynh, Huynh thay đổi rồi, trước đây Huynh không biết cách khiến nữ nhân vui vẻ như vậy. Đúng vậy, Huynh thay đổi rồi, chúng ta đều đang thay đổi mà lương ngọc cảm thán nói giọng nói của hắn có chút tang thương từ sau khi hắn bắt đầu liên kết với tiên phủ quỹ đạo vận mệnh đã bị lệch đi sau đó thì giang thu thủy cũng uống một ngụm cực kỳ kinh ngạc đối với hiệu quả có thể nâng cao thần thức của trà này nhưng nàng tăng nghe được sản lượng của nó rất ít và giá cả đắt đỏ thì vô cùng tiếc nuối mấy năm này sư huynh đã đi đâu để thực hiện nhiệm vụ vậy xem ra huynh đã trải qua không ít chuyện gì Giang Thu Thủy như thể đang suy nghĩ về điều gì đó. Nàng ta trợn mắt nhìn Lưu Ngọc, lại hỏi, trong mắt mang theo sự tò mò. Lưu Ngọc mỉm cười kể lại một chuyện đã xảy ra ở Hàn Nguyệt Thành. Chỉ có điều hắn lại giấu đi từ Dương Thảo và một chút tin tức khác nữa. Đương nhiên có hai nữ nhân đã đi theo hắn, cũng được hắn tự nhiên lướt qua không nhắc đến. Khi hắn nói đến chỗ quan trọng, thì Giang Thu Thủy thỉnh thoảng sẽ biểu lộ ra cảm xúc Ví dụ như hắn bị bùi tam cửu tấn công ở bên ngoài phường thị Hoàng Sơn, thì nét mặt của nàng đầy vẻ giận dữ. Khi hắn nói đến đoạn quét sạch phòng giả tiểu phi sơn, thì vẻ mặt của nàng ta vui sướng. Nàng ta cười nhạt nói thẳng, loại gia tộc dám cấu kết với hợp hoàn môn này, chết cũng chưa hết tội. Bọn họ hưởng thụ quyền lợi, đương nhiên theo bản năng bọn họ sẽ bảo vệ quyền lợi thôi. Đứng ở lập trường của những tông môn tu sĩ bọn họ mà nói, loại hành vi của phong gia này không thể nghi ngờ là đã tổn hại đến lợi ích của bọn họ, cho nên tịch biên diệt tộc không có chút quá đáng nào hết. Lưu Ngọc cầm tách trả lên là nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đánh lòng cười thầm. Hắn đều nhìn thấy rõ ràng tất cả những chuyện này. Nhưng mà nói chuyện một lúc như thế thì khoảng cách giữa hai người cũng được kéo lại gần hơn rất nhiều. từ mỗi mấy năm nay mỗi đã đi đâu? Rằng thu thủy nghe vậy thì theo bản năng ôm chặt hai cánh tay, trong mắt tràn ra vẻ hoảng sợ nàng ta đất quáng nói ra chuyện tiền tuyến nguy hiểm. Nói đến hai lần gặp phải nguy hiểm đến tính mạng thì lại càng sợ hãi không xua đi được. Nói đến phần sau thì hai mắt đỏ bừng, suýt chút nữa thì nước mắt cũng chảy ra rồi. Lương Ngọc đối mắt với loại tình huống này cũng không có biện pháp nào. Hắn không thể làm gì khác hơn là đi tới nhẹ nhàng vỗ lưng nàng ta, an ủi mà nói. Rằng sự buổi, tất cả đều qua rồi, mọi thứ đều tốt lên thôi gốc rễ của tất cả những ký ức đau khổ ấy bởi đừng nhớ lại mà hãy quên đi thì nó sẽ dễ chịu hơn rất nhiều lương ngọc nói xong lời này thì cũng không biết nói gì thêm nữa sau đó không khí có chút xấu hổ tận đến khi rằng thù thủy khẽ tránh đi bàn tay của hắn thì lúc này hắn mới nhận ra sự mạo phạm của mình thế giới này tương tự như thời cổ đại ở kiếp trước hành vi vừa rồi của hắn đã coi là rất thân mật rồi để được tính là một hành vi thất lễ Sang Thu Thủy cúi đầu nhìn mặt bàn không nói câu nào, cũng không lên tiếng trách hắn. Dương như đã trên bàn có thứ gì đó đặc sắc, hấp dẫn nàng ta. Chỉ đã sắc mặt nàng ta lại càng thêm đỏ hơn. Không khí nhất thời yên tĩnh lại. Cho đến khi một chén trà đã thấy đáy, thì Liêu Ngọc mới mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc này. Sắc mặt của hắn bình tĩnh trở lại, hắn thẳng nhiên mà nói. Lần này ta đến đây tìm Sương Bồi là vì muốn Sương Bồi giúp ta một chuyện chỉ cần vừa hoàn thành việc này thì ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi sư bội đâu rằng thu thủy nghe vậy thì trong mắt sáng ngời khẽ ngẩn đầu nàng ta thấp giọng nói liệu sư huynh có chuyện gì cần sư vội đi làm Huynh cứ nói ra nàng ta không hỏi chỗ tốt là cái gì có bao nhiêu rằng thu thủy đã tiếp xúc với lưu ngọc rất nhiều lần nàng ta biết hắn không phải là một người tính toán chi li chỉ cần nàng ta làm tốt chuyện hắn cần thì chỗ tốt kia tuyệt đối không thiếu được. Chuyện đơn giản thôi, chính là nghĩ biện pháp mua cho ta một ít điểm cống hiến. Cần khoảng 1.200 điểm cống hiến, tất cả đều dùng linh thạch để mua. Như thế nào, chuyện này đối với rằng sườn bội mà nói hẳn là không khó chứ. Nói đến chuyện chính sự, thì trên mặt Lưu Ngọc không có cảm xúc, không chứa một tia tình cảm dư thừa, không bị những cảm xúc khác ảnh hưởng. Hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Giang Thu Thủy, chuyện này đối với tiểu nữ cũng không tính là khó tất nhiên sẽ không phụ sự phó thác của lưu sư huynh huynh cứ giao cho thu thủy đi dưới ánh mắt ấm áp của lưu ngọc Giang thu thủy khẽ rời tầm mắt nhẹ nhàng trả lời nàng ta có cảm giác lúc này người trước mắt này lại trở nên xa lạ giống như việc nói chuyện vui vẻ vừa rồi chỉ là ảo giác thôi đột nhiên rằng thu thủy nhường nghĩ đến cái gì đó trong lòng cực kỳ hoảng sợ nàng ta thốt lên Lưu Sư Huynh cần điều điểm cống hiến tầng bồn như vậy, chẳng lẽ là muốn đổi trúc cơ đan sao? Nhanh như vậy mà Huynh đã muốn đột phá trúc cơ rồi. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng năm đó, hắn xưng hô với nàng là sư tỷ sư đệ. Bây giờ chẳng những tu vi của hắn vượt xa nàng ta. Hơn nữa hắn còn sắp đột phá trúc cơ kỳ. Bản thân của nàng ta vẫn còn dừng lại ở luyện khí trung kỳ, cũng không biết là còn muốn gian nan bao lâu nữa. Thời gian 20 ngày có đủ để vội làm chuyện này không? Lương Ngọc không trả lời vấn đề của nàng, ngược lại, hắn lại hỏi. 20 ngày thì chắc là được, chỉ là thời gian quá gấp, sợ là không dễ ép xuống giá tốt thôi. Sàng thù thủy, vét tóc mai lên, đè xuống kiếp sợ trong lòng. Nàng ta thông minh không hỏi tiếp, nhanh chóng trả lời. Huỳnh tin tưởng bản lĩnh của sư muội Linh Thạch thì dễ nói, chỉ cần đối phương không đòi một cái giá trên trời thì đều có thể nói chuyện chỗ này là 500 khối linh thạch. Chờ sư vội đổi những linh thạch này thành điểm cống hiến thì có thể đến thành tình phòng tìm huynh. Sau khi sư vội chuyển điểm cống hiến cho huynh thì tiếp tục lấy thêm linh thạch để mua tiếp. Lương Ngọc cỡ xuống một túi chữ vật hạ phẩm từ bên hông, nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi đẩy tới. Tuy là hắn có thể lấy ra toàn bộ 1.500 linh thạch trong một lần, nhưng nếu hắn dễ dàng lấy ra một lượng lớn linh thạch như vậy, sẽ khiến cho người ta hoài nghi có thể dễ dàng lấy ra 1.500 khối linh thạch, thì trong túi trữ vật có phải sẽ còn nhiều hơn nữa hay không? Lại là 2.000 à? Hay là 3.000? Khoảng linh thạch như vậy là một con số lớn đối với số tù sĩ trúc cơ kỳ ở đây. Người ta thường nói tiền tài lay động lòng người, nên hắn không thể không đề phòng. lớn như rằng xương bội này thấy tiền nổi lòng tham, cấu kết với người ta, đối phó với hắn thì sao? 1.500 khối tinh thạch không phải là một số lượng nhỏ từng đó đủ để mua được một viên đan dược đột phá bình cảnh. Sau đó một một kiện pháp khí tốt để phòng thân, lại xa xỉ tu luyện vài năm. Không loại trừ khả năng, nàng ta sẽ cầm một khoản linh thạch rồi chạy trốn. Một tu sĩ luyện khí kỳ không chịu đổi được bao nhiêu sóng gió, hơn đã sẽ trì hoãn tu luyện, ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo. Lý do Lưu Ngọc cẩn thận là vì để tránh không thêm chuyện thử thách tính cách thật thà hay là xấu xa Hắn không muốn cho người khác lý do để phản bội, cho nên hắn đã lựa chọn cách này. Vâng, liều Sư Huynh. Trong khoảng thời gian này, Sư Huynh cũng đừng đến bế quan, đợi buổi giao dịch hết 500 tinh thạch sẽ tùy thời đi thanh tinh phong tìm Huynh. Vẻ mặt của Giang Thu Thủy vẫn bình thường, nàng ta nhận túi chữ vật rồi đặt ở một bên, sau đó mới nói. Nói xong, nàng ta nâng chén trà lên đôi môi đỏ căng mọng, đang khẽ hết lên, nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ nàng ta chỉ cảm thấy cô hơi thở tinh khiết từ bụng truyền vào huyệt nễ hoàn cuối cùng thâm nhập vào nguyên thần nguyên thần tham lam hấp thụ cỗ khí thức tươi mát này giống như là người lạc đường trong sa mạc tìm được nguồn nước nàng ta nhịn không được lại uống thêm một ngụm nữa uống hết nước trà trong chén tới cạn đáy liêu ngọc thấy chính sự đã được thường lượng tốt trong lòng hắn cũng vui sướng hẳn lên hắn thấy dáng vẻ của giang thu thủy thì tự mình cầm bình trà lên rót đầy cho nàng ta, đồng thời mới hỏi. Giang sư muội hiệu quả thanh hà đinh trà của huynh như thế nào? Giang thu thủy ý thức được sự thất thố của bản thân, nhưng mà nàng ta cũng là một nữ tử giỏi giao tiếp. Nụ cười trên mặt không hề thay đổi mà đáp. Quả nhiên là trà ngon, thật sự là có thể tập trung tinh thần, làm dịu thần thức. Nếu như mỗi ngày mỗi đều có thể được uống đinh trà này thì thật là tốt. Lưu Ngọc nghe vậy thì thấy buồn cười Hắn khẽ lắc đầu giới thiệu Trà này tên là Thanh Hà Đinh Trà Có công hiệu nhất định là nâng cao tinh thần Còn có một chút công hiệu bồi bổ thần thức đấy Cây trà 10 năm mới nảy mầm kết lá một lần Mỗi một lần sản xuất là lá trà cũng chỉ được khoảng một cân Cho nên giá cả khá là đắt đỏ Một lạng cần đến 10 năm linh thạch Sư huynh ta đây cũng chỉ mua hai lạng Về nếm thử hương vị mà thôi Sao có thể uống được mỗi ngày chứ? không có thế giới tiền phụ. Cho dù các tu sĩ khác có đến anh nguyên kỳ thì cơ bản cũng không có khả năng uống được loại trà này mỗi ngày. Giang Thu Thủy che miệng cười khẽ. Ngược lại, nàng ta hỏi tình huống ở bên cạnh Thanh Châu bên kia. Lưu Ngọc kiên nhẫn trả lời. Hắn cũng hỏi thăm sự trải nghiệm của nàng ta ở tiền tuyến thế nào. Trong lúc hai người ôn chuyện, nói chuyện với nhau, một canh giờ rất nhanh đã trôi qua. Lưu Ngọc thấy chuyện đã hỏi đủ rồi, thì lập tức đứng dậy cáo biệt Giang thu thủy đương nhiên không dám chậm trễ Nàng ta đích thân tiến người Đến bên ngoài trọng phủ Lương Ngọc lấy huyết ẩm đau Từ túi trữ vật Hắn suy nghĩ một chút lại quay đầu dặn dò Giang sư muội Việc này nhất định phải càng nhanh càng tốt Tuyệt đối không được xảy ra sai lầm Lương Ngọc cùng tôi còn trẻ Mà đã đạt tới tuyển khí tầng 9 Trong mắt của Giang thu thủy Cũng là một loại tài nguyên chất lượng tốt được cho là có khả năng đột phá trúc cơ thành công rất lớn. Nàng ta sớm đã có tâm muốn có mối quan hệ tốt với vị lưu sư huynh này. Nếu không vừa rồi nàng ta đã sớm đến tiếng trách cứ hành động khinh bạc của hắn. Nụ cười tinh tế trên khuôn mặt của nàng rực rỡ, nên được lời này của hắn, nàng ta ôn nhu nói. Xin sư huynh cứ yên tâm, tiểu muội nhất định sẽ nhanh chóng hoàn thành việc này. Còn nữa, chúng ta đã quen biết nhiều năm như vậy, huynh không cần khách khí như thế, về sau sư huynh khỏi muội là thu thủy đã được lưu ngọc nghe lời nói mang theo tính toán của nàng ta thì trong lòng không hề dao động hắn vẫn lạnh như băng và cứng rắn như huyền băng biểu cảm trên mặt lại càng thêm ôn hòa theo lời của nàng ta trả lời theo được thu thủy xương muội ta sẽ chờ tin tức tốt của muội hắn nói xong thì vẫy vẫy tay điều khiển pháp khí hóa thành một tia sáng màu đỏ thẫm bay lên bầu trời một nữ nhân đặc biệt là một nữ nhân xinh đẹp bộc lộ vẻ xinh đẹp mềm mại Thử hỏi có bao nhiêu nam nhân có thể nhịn được mà không yêu thích không sinh ra thiện cảm đây sang thu thủy chắc chắn là một đệ tử ngoại môn tương đối ưu tú nàng ta biết lợi dụng ưu thế của bản thân giành được thiện cảm của người khác chỉ là trong đó có vài phần hư tình vài phần giả ý nhưng mà cũng chỉ có một mình nàng biết hai bên ngầm hiểu với nhau mà thôi nàng rất nhanh đã thích ứng với thân phận của hai bên địa vị thay đổi cho nên nàng đã thay đổi thái độ đối mặt với tiêu ngọc ra sức qua lại thân thiết để có thể lấy được càng nhiều ích lợi hơn nữa nếu như các bạn thấy câu chuyện này hay đừng quên bấm like đăng ký kênh ủng hộ tuấn anh nhé tuấn anh xin chân thành cảm ơn